xin kính chào toàn thể khách hàng thân yêu nhé. Trong buổi trưa ngày hôm nay thì em Lê Hương lại quay trở lại với rất là nhiều những mẫu xe này. Về thêm Innova 2015, số sàn xe gia đình chuẩn chỉ này. Về thêm Innova 2012, Innova 2015 nhé. Em chào anh Nguyễn Tâm này, số hotline em Hương sẽ ghi vào đây ạ. Số hotline của em Lê Hương là 0353 5462790 nhé. Bác nào đang quan tâm về mẫu xe nào có thể kết nối trực tiếp qua Zalo sau số hotline em đã ghi ở dưới màn hình rồi. Chào anh Huy Quang này, chào anh Nguyễn Tâm. Bác nào đang quan tâm về mẫu xe nào có thể liên hệ trực tiếp cho em ạ. Hôm nay em về thêm rất là nhiều mẫu xe, nhất là Kia Morning, Hyundai i10, Vios, Toyota Vios và Toyota Innova nhé. Chào anh Trịnh Xuân Hùng ạ. Innova em có về thêm 2012 xe gia đình và 2015 xe gia đình nhé, toàn xe đời cao giá đẹp thôi. Hôm nay thì cho em gửi lời chúc sức khỏe tới khách hàng nhà mình. Một ngày cuối tuần rồi, sau bao nhiêu ngày làm việc vất vả thì cái ngày thứ bảy chủ nhật là cái ngày cuối tuần đúng không ạ? Chúc các bác nhà mình có những ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ cuối tuần ấm áp bên gia đình nhé. Chào anh Giai Hà Tùng ạ. Thả tim và đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em nhé. Số hotline em sẽ ghi ở đây. Rất là nhiều mẫu xe luôn, Innova, Santa Fe. Ăn cơm chưa em ơi? Chưa anh ạ. Bây giờ bắt đầu làm việc của em ạ. Em Hương sẽ ăn cơm từ 1 giờ anh nhá. 1 giờ sau khi kết thúc buổi live stream hàng ngày thì em sẽ đến đi dùng bữa nhá. Thả tim và chia sẻ nhiệt tình lên cho em được không ạ? Rất là nhiều mẫu xe luôn. Bác nào quan tâm mẫu xe nào thì cho em Hương xin những lượt like và những lượt chia sẻ ạ. Và em xin phép được quay sang cam sau để đi báo giá, buổi báo giá trực tiếp ngày hôm nay nhá. Chào anh Giai Võ Cảnh nào. Thả tim lên nào các bác ơi, chia sẻ nhiệt tình lên. Hôm nay là một ngày cuối tuần rồi. Về thêm CRX số tự động bản nhập Hàn, giá chỉ có trên 200. Về thêm Chevrolet Cruze số sàn màu trắng đẹp. Kia Morning số sàn em mới về thêm nhá anh Hoàng Tử Bonsai ơi. Cùng em xem buổi báo giá ngày hôm nay, em sẽ quay chi tiết cho các bác nhà mình. Chào bác Đạo Lê nào. Rất là nhiều mẫu xe luôn. Đầu tiên là một mẫu xe Chevrolet Cruze với lốp sơn màu trắng đẹp, được sản xuất vào năm 2011 đây ạ. Năm 2011 Chevrolet Cruze đẹp đây, giá chào bán chỉ có 245 triệu thôi. 245 triệu cho chiếc xe Chevrolet Cruze biển thủ đô Hà Nội. Đây chính là chiếc xe mà buổi tối ngày hôm đấy em Hương đi cùng thợ nhà mình đây, test tất cả các thứ rồi, phạt nguội, check cam các thứ em test hết rồi, không vấn đề gì nhá. Máy số đại chất luôn. Cảm biến va chạm phía sau có 4 mắt cảm biến này. Cam lùi đầy đủ cho em nhé. Cam lùi đầy đủ rồi, nước sơn màu trắng đẹp. Em có Chevrolet Cruze 2011 số sàn ạ. Chào Hoàng Hải nhá. Hoàng Hải ơi, có giấy tờ rồi. Chiều nay thì mình sẽ gửi về cho bạn là ngày sang tuần mới là bạn nhận được nhá, về tên chính chủ rồi. Em vợ hai là về tên chính chủ của Hải rồi nhá. Chia sẻ nhiệt tình lên cho bạn Lê Hương được không nào? Chevrolet Cruze 2011 số sàn các bác này nhìn này. Với cái tầm tiền chỉ có 245 triệu thôi. Và quan trọng là em Hương còn bớt, còn lộc cho các bác nhà mình. Thì giá như thế này quá là ok chưa ạ? Cảm ơn Hoàng Hải nào. Đừng quên những lượt chia sẻ cho Hương nhé. Chevrolet Cruze 2011 giá chào bán đây ạ. Giá chào bán là 245 triệu. Con Cruze mà lẹt bô đấy là con 2016 ấy nhá. Em đang về hai chiếc Cruze. Chiếc này là màu trắng này, cực kỳ đẹp luôn. Em này thì không có độ bô nhá, độ bô là 2016 ạ. Em này em đang chào bán tới các bác nhà mình nào ạ. 245 triệu, đẩy view mạnh mẽ lên cho em nào. Bác Cảnh Trần anh lại ủi anh Giai Lam Nguyễn ơi. Phải mấy tháng nay rồi không nhìn thấy anh trên buổi báo giá live stream trực tiếp rồi. Chào bác Nguyễn Nạc nào. Một chiếc xe Chevrolet Cruze 2011 số sàn 245 triệu. Bao hồ sơ và em còn bớt thêm. Nếu như bác nào mà chê xe này thì em thật sự không còn gì để nói luôn. Vì chiếc xe này quá là đẹp luôn. Nội thất, máy số đều đẹp cho em ạ. Các bác nhìn na răng này, nhìn na răng trẻ trung năng động này. Màn hình Android cảm ứng, động cơ trang bị 1.6 nhá. Rất là nhiều các bác yêu thích dòng Cruze. Ok, anh Giai Cường Móm nào, 22 Tuyên Quang. Chào 34 nào. Thả tim chia sẻ nhiệt tình lên cho em được không ạ? Cruze các bác nhìn này, vô lăng này, ốp caro mạ chrome cao cấp này. Có cho em màn hình Android cảm ứng này, trần nỉ nguyên zin này. Ok anh Lam Nguyễn nào, thả tim và chia sẻ nhiệt tình lên cho em nhé. Lâu rồi không gặp anh, vắng bóng những khách hàng thân yêu là em sẽ không có nhìn đến từ khách hàng nhà mình đâu ạ. Nên là các anh ơi, thả tim chia sẻ nhiệt tình lên cho em nhé.
Chào bác Mai Võ, chào bác Tùng Vũ này, rất là nhiều mẫu xe luôn. Đẩy view, đẩy nai mạnh mẽ lên cho em trong ngày hôm nay đi ạ. Quá là nhiều mẫu xe luôn. Em còn có một chiếc xe cờ đuôi 2016 nữa nhá. Màu 2011 là một chiếc cờ đuôi quá là đẹp luôn. Anh ơi, với em cái ô với. Em còn có cờ đuôi 2016 này, lẹt bô luôn. Em chào anh Vinh Trôi này, chào anh Sô Ngô này. Thả tim, thả like cho em nào. Bên đây thì còn có một chiếc xe Kia Morning dành cho những bác nào đang yêu thích một chiếc xe số tự động đây ạ. Bán tải 2 cầu, máy dầu đầu quay đầu 2.400 mà. Nếu như mà bán tải 2 cầu thì em có một chiếc xe Isuzu D-Max tầm trên 500 một chút, anh Nguyễn Cừ nhá. Isuzu D-Max 2016 đăng ký lăn bánh cuối tháng 12/2017 nhá. Em có bán tải Isuzu D-Max máy dầu 2 cầu ạ. Chào anh Dương Tấn Dưỡng này, thả tim nhiệt tình lên nào, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào ạ. Cờ đuôi 2011 là 245 triệu. Cờ đuôi 2016 đây. Cờ đuôi 2016 mà em Hương lẹt bô cháy phố đây. 2016 form mới đây ạ. Và giá chào bán là 338 triệu. Xe đẹp quá em, đúng rồi anh ơi. Không những xe đẹp mà giá cũng đẹp luôn. Các bác nhìn này, một chiếc xe Chevrolet cờ đuôi, nhưng các bác nhìn có thấy giống là xe công thức đua F1 không ạ? Độ lên body đẹp, đèn bi sa lông có dải đèn led này, body quá là chất luôn. La răng 5 chấu thể thao, em này còn có cả bộ on off nhá. Các bác có thể tắt bật thoải mái luôn, không sợ là đi vào xóm mà nó kêu to đâu. Có thể tắt đi, khi nào đến nhà bố vợ mà bố vợ không đồng ý gả con gái cho thì nẹt bô lên cho em. Độ bô on off các bác nhìn này, phong cách thể thao luôn, giống như là công thức F1 vậy. 338 triệu Chevrolet cờ đuôi, máy số zin đẹp, đời 2016 form mới nhá. Ngoại thất đẹp rồi, bô on off xịn rồi, lên màn hình Android cảm ứng này, củ số phanh tay quá là led luôn. Táp ly táp lô các bác nhìn này, thực sự quá là chất luôn đây ạ. Quá là chất luôn. Cờ đuôi 2016 giá chào bán là bao nhiêu ạ? 338 triệu bao hồ sơ. Cảm ơn anh Gia, anh Nguyễn Toàn, chào anh Cha Văn Đô, chào anh Nguyễn Đáng, chào anh Nguyễn Văn Khánh nào. Hoàn toàn nhiều xe đẹp thôi. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em gái Lê Hương nào các bác ơi. Rất là nhiều mẫu xe luôn. Con này mấy nghìn, con này đây ạ, 338 triệu bao hồ sơ. Và còn bớt thêm cho các bác nhà mình, cờ đuôi 2016 form mới, số sàn, động cơ trang bị 1.6 này. Mức tiêu hao nhiên liệu của em này nó sẽ rơi vào tầm 7-8 lít nhá. Cam lùi, cam hành trình, màn hình giải trí có hết rồi. Đây ạ, có Chevrolet cờ đuôi 2016 form mới màu trắng này. Độ lên body, biển 36 Thanh Hóa nhá. Đèn bi sa lông giải đèn nét đầy đủ cho em ạ. Còn vừa rồi anh Nguyễn Cử hỏi em về chiếc xe bán tải 2 cầu. Ở đây em có cho mình 2 chiếc xe bán tải luôn. Đây các bác nhá, một chiếc xe bán tải mang tên là Isuzu D-Max 2 cầu máy dầu số tự động đẹp, biển thủ đô Hà Nội, một chủ sử dụng từ mới ạ. Y10 ok, Nguyễn Toàn đợi em Y10 một chút nhá. Đây là một chiếc bán tải Isuzu D-Max 2 cầu máy dầu một chủ sử dụng từ mới này. Đời 2016 và đăng ký lăn bánh cuối tháng 12/2017 đây. Và giá chào bán là 535 triệu. Máy số zin, sơn zin, nội thất bên ngoài với sơn zin lên đến hơn 90%. Bác nào quan tâm để lại số điện thoại cho em. Và điều đặc biệt là chiếc bán tải này hôm nay em sẽ tặng luôn các bác nhà mình 20 triệu đồng trên livestream luôn. Thả tim nào anh Nguyễn Toàn ơi, thả chia sẻ cho em nào. Chào bác Lý Tuyết, chào bác Tên Khang, chào anh Giai Cà Phê Đắng và anh Nguyễn Văn Thiện nhé. Thả tim, chia sẻ nhiệt tình lên cho em gái nào các bác ơi. Isuzu D-Max 2017 đây, 535 triệu tặng cho các bác nhà mình 20 triệu đồng trên livestream ngày hôm nay. Còn 515 triệu bao hồ sơ, bao tiết hãng toàn quốc cho các bác nhà mình. Xin nhan trên gương đầy đủ cho em rồi. Một chiếc xe bán tải Isuzu D-Max với cụm đèn pha phía trước là đèn bi sa lông. Xin nhan trên gương, biển thủ đô Hà Nội đẹp nhá. Đẩy view mạnh mẽ lên nào. MR đi chị, MR là con gì em chưa hình dung ra nhỉ. Anh Tên Khang ơi, bình luận lại giúp em nhé, MR là con gì nhỉ? Bên cạnh chiếc bán tải chi tông hai cầu là một bên cạnh chiếc bán tải Isuzu D-Max là một chiếc bán tải chi tông. Chi tông 2016 bản nhập số tự động đẹp, Mitsubishi chi tông bán tải đây. Em này là một cầu nhá.
điểm đặc biệt là em này đều là số tự động, đều là máy dầu và đều lên thùng cao rồi. Các bác có về đi không cần phải làm thùng nữa đâu. Chiếc Triton này em đang chào bán với giá là 469 triệu. Triton 2016 máy số zin đẹp, động cơ trang bị 2.5. Hai em này cái chấm bằng nhau này. Triton 1 cầu 469 triệu, bao hồ sơ và em còn bớt thêm. Thả tim nào, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào bác Hằng Trình ơi. Anh Giai Nguyễn Luyện, anh Giai Đượng Đình ơi, anh Giai Định Thủy ơi, thả tim và chia sẻ cho em nhé. 469 triệu có hai, có cho em bán tải Triton này. Và bên đây là một chiếc xe i10. Em sẽ quay chiếc xe i10 cho các bác nhà mình xem nhé. Chưa lắng vất vả quá em nhỉ. Quá là lắng luôn anh ạ. Vừa lắng vừa gió vừa hanh. Nhưng không sao, quen rồi anh ơi. Là khách hàng yêu thương và ủng hộ em Hương là em vui rồi. Lắng như thế này các bác ủng hộ em Hương bằng những lượt chia sẻ được không ạ? Một chiếc xe i10 sản xuất năm 2015 nhưng mà lên form 2018, nước sơn màu trắng đẹp, biển thủ đô Hà Nội. i10 xe gia đình, nước sơn màu trắng đẹp, form 2017 nhá. 2017, 2018 nhưng mà đời 2015. Và giá chào bán chỉ có 228 triệu thôi. 228 triệu cho chiếc xe i10 đây ạ. Chia sẻ mạnh mẽ lên cho em nào các bác ơi, rất là nhiều mẫu xe luôn. i10 2015 nhưng form 2018, số sàn, xe gia đình, giá chào bán bao nhiêu? 228 triệu, bao hồ sơ và em còn bớt rất là nhiều cho các bác nhà mình luôn. Thả tim, thả like và chia sẻ mạnh mẽ lên cho em ạ. Đây, rất là nhiều xe luôn nhé, xe i10 gia đình của các bác đây. Bác nào vừa rồi quan tâm i10 thì em có i10 luôn nhé. Bình luận nó bị MG5 giá đi ạ. MG5 là con nào, em không có MG5 anh tên Khang ơi, chào anh Hữu 10 này. i10 số sàn 2015 màu trắng đẹp, lên form 2017, 2018 rồi. Nhưng giá chỉ có 228 triệu chút thôi. Con ghét mới hôm qua đâu em. Anh ơi, con ghét hôm qua lại làm dâu Hà Nội mất rồi. Con ghét màu xanh thì một chút nữa nhá. Ghét màu xanh em đang cho đi dọn rửa nội thất nhá. Con ghét màu xanh lấy hơn 100 thôi, đời 2008. Còn con ghét màu bạc thì làm dâu Hà Nội rồi. Mazda CX-5 em tạm hết anh Hải Biên nhá. Hôm trước có một chiếc nhưng bán mất rồi. Em chào anh Vũ Thế Hùng, chào bác Hoàng Nhiêu nào. Bình luận phía dưới bài viết này để em quay chi tiết nhá. Ngày hôm nay em còn có cho mình hai chiếc xe siêu lướt luôn. Một chiếc xe đến từ thương hiệu Kia Soluto. Kia Soluto đời 2020, số tự động đẹp, bản lắp ráp trong nước. Và giá chào bán là 425 triệu. 425 triệu cho chiếc xe Kia Soluto. Mazda 3 em có 2017, số tự động đẹp, bản phanh tay điện tử. Và em đang bán là 535 triệu. Anh tên Khang để lại số điện thoại nhé. Soluto 2020 425 triệu bao hồ sơ. Em này bao tết hãng luôn, rất là đẹp luôn nhưng giá hợp lý này. Và hôm nay còn mới về thêm một chiếc xe Kia Rio nữa đây. Kia Rio đời 2015, máy số zin đẹp, full lịch sử hãng luôn các bác này. Rio 2015 giá chào bán là 395 triệu. 395 triệu cho chiếc xe Kia Rio nhá. Ga tay tự động Cruise Control, đề lỗ thông minh, màn hình giải trí, số tự động đẹp, full lịch sử hãng luôn. Một chiếc xe Kia Rio 2015 nhập Hàn nguyên chiếc, số tự động đẹp, với nước sơn màu trắng đẹp, giá chào bán là 395 triệu. Em này là đèn halogen nhá. Còn một em nữa mới về là cũng là biển là 14, cũng là Rio nhưng biển cũng là lên đẹp rồi. 395 triệu ạ. Thả tim thả like nào các bác ơi. Em chào anh Giang Văn, chào anh Thành Long Nguyễn này, chào anh Lam Nguyễn nào. Hôm nay em sẽ quay cho các bác nhà mình về một cái sợi gợi ý nho nhỏ khi các bác mà muốn mua xe tặng bà xã này. Muốn mua xe tặng bà xã đây thì em có cho các bác nhà mình một sự lựa chọn nhé. Một chiếc xe Kia Morning. Kia Morning bản SNX, số tự động đẹp, tư nhân Hải Dương. Bán lại cho các bác nhà mình, bán lại cho em Lê Hương. Chiếc xe Kia Morning này đang chào bán với giá là 220 triệu. Bác nào đang muốn mua tặng bà xã là bán chịu cho anh xe. Ok anh Huân nào, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Kia Morning số tự động bản nhập Hàn, động cơ trang bị 1.0, màn hình giải trí cam lùi, cam hành trình đầy đủ rồi. Số tự động đẹp, sấy sưởi ghế này, lên la răng hoa mai dạng mới rồi. Em đang chào bán chiếc xe Kia Morning bản nhập này. Nếu bác nào đang muốn mua tặng bà xã với giá 220 triệu, trực tiếp ngày hôm nay bớt luôn 10 triệu đồng trên livestream.
còn 210 triệu đồng các bác nhé. Nước sơn màu xanh cực kỳ bắt mắt luôn. Màn hình giải trí tối khí an toàn, sấy sưởi ghế này, nhìn táp ni táp lô là biết ngay xe chuẩn gia đình đúng không ạ? Quá là đẹp luôn. 220 bớt trực tiếp cho livestream, còn 210 triệu đồng bao hồ sơ. Kia Morning 2009 tư nhân Hải Dương sử dụng đây ạ. Thả tim và chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Em chào anh Giai Cường Trần này, Chi Tông có này, Isuzu D-Max có này, bán tải có rất là nhiều luôn. Y10 số sàn và Y10 số tự động em đều có luôn ạ. Xe này làm quà 20 tháng 10 thì hết nước chấm, không còn nước chấm để mà chấm luôn anh Chính nhá. Em chào anh Nguyễn Cao Lãnh này. Đây ạ, cờ đuôi 2010 ạ. Nghỉ làm long bia. Anh Cường Trần ơi, lúc nào cũng sẵn bia trong tủ lạnh. Em là một người thích bia nên là lúc nào cũng sẵn bia luôn. Sau một buổi live stream là em uống bia. Một tuần bên nhà em phải uống 3 lần bia liên hoan luôn. Đây nhá, Chevrolet cờ đuôi 2016 số sàn form mới này. Độ body lên quá là đẹp luôn ạ. Và giá chào bán là bao nhiêu? Giá chào bán chỉ có 338 triệu thôi. Độ lên bộ on off. Xem Y10 số tự động đi ạ. Ok bác Nguyễn Toàn, đợi em một chút nhá. Em sẽ quay một dàn xe ở đây, ba con này trước cho đỡ nắng rồi đi vào chỗ dâm nhá. Đằng sau chiếc xe Chevrolet cờ đuôi là một chiếc xe Tucson. Tucson đời 2011 tư nhân sử dụng từ mới này. Giá chào bán trước Tucson là em đang chào bán với giá là 455 triệu. 455 triệu cho chiếc xe Hyundai Tucson 2011. Số tự động đẹp, máy xăng 2 cầu, cửa sổ trời full HD, đề lỗ thông minh, màn hình giải trí, ghế lái chỉnh điện và nhớ hai vị trí này. Đèn bi salon, biển 34 tư nhân Hải Dương có Tucson cho em ạ. Và hôm nay là một chiếc xe Innova. Innova đời 2012 số sàn xe chuẩn gia đình. Đây chính là chiếc xe mà em Hương đã mua lại của bác chủ cây xăng đây. Chủ cây xăng đây các bác nhé. Hôm đấy là em mua này trên Hà Nội, vừa mua được một chiếc xe Innova, vừa mua được một chiếc xe Kia Rio đây. Innova đời 2012 số sàn lên màn hình Android cảm ứng rồi. Nhìn một phát là biết chất xe gia đình nó khác luôn. Trần nỉ nguyên zin, bọc ly lông sạch sẽ, vô lăng thiết kế 4 chấu này. Innova 2012 xe tư nhân gia đình, giá chào bán là 348 triệu. 348 triệu cho chiếc xe Innova của em đây nhá. Các bác nhìn này, táp ni táp lô không khoan đục, cột kèo keo chỉ nguyên zin. Innova đời 2012 số sàn bản e xịn đây. Cảm biến va chạm phía sau có 4 mắt cảm biến va chạm, cam lùi đầy đủ luôn. Innova với một dàn lốp dày. Innova xe đăng ký 8 chỗ ngồi đây ạ. Có 5 chỗ gầm chung không ạ? Gầm chung là như thế nào anh nhỉ? Ý là gầm cao và gầm chung. Đây những dòng xe này đây anh ơi, 5 chỗ bên em nhiều, gầm cao, gầm trung em đều có hết. Này từ cờ rui CDX tầm trên 200 rất là nhiều luôn. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào anh Nguyễn Tuấn ơi. Em chào anh Phạm Thiều nào, rất là nhiều khách hàng. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Innova 2012 số sàn xe gia đình, em đang chào bán với giá là 348 triệu, bao hồ sơ em còn bớt thêm. Bên cạnh Innova là một chiếc xe đến từ Hàn Quốc, nhập Hàn nguyên chiếc nhá. Một chiếc xe Kia Rio bản nhập Hàn nguyên chiếc, máy số zin đẹp, nước sơn màu trắng này, động cơ trang bị 1.4 với mức tiêu hao nhiên liệu sẽ rơi vào 7 lít đến 8 lít nhé, tùy chân ga bác tài nhà mình. Kia Rio 2015 máy số zin, tư nhân gia đình, xe đăng ký 5 chỗ ngồi, màu trắng này, mẹ mắng vẫn cứ là yêu đúng không ạ? Đèn halogen ạ. Kiểu như Tucson có luôn. Anh ơi, nó là nếu mà 5 chỗ tầm đấy là gọi là 5 chỗ là gầm cao rồi. Eco Sport và Tucson là dòng xe SUV 5 chỗ ngồi gầm cao anh Nguyễn Khánh nhá, em có luôn anh nhá. Vios em ơi, kết bạn Zalo nhé. Ok anh Tuấn Anh, kết bạn Zalo qua số hotline 0354602790. Em sẽ tư vấn về Vios 2015 xe gia đình số sàn, 2011 xe limo gia đình em để lại cho mình nhà mình với cái giá là 190 triệu thôi. Còn đây là Kia Rio 2015 số tự động đẹp, biển 14 Quảng Ninh. Đèn gầm là đèn bi salon, một dàn lốp Michelin, xin nhan trên gương đầy đủ rồi. 395 triệu, bao hồ sơ và em còn bớt thêm. Xin nhan trên gương này, Kia Rio xe gia đình, các bác là xe lữ sử dụng nhé. Trên vô lăng tích hợp các phím bấm nghe gọi khẩu lệnh này. Có nhớ ga tự động Cruise Control, thảm 5D, thảm phía dưới là 5D nhưng trần vẫn là trần nguyên zin. Trần quá chất lượng luôn, không ố, không ám nhá. Kia Rio 395 triệu đây ạ.
Vậy kết bạn Zalo chị nhà. Ok anh Nguyễn Khánh nhá, kết bạn Zalo em tư vấn cho anh nào. 5 chỗ ngồi gầm cao em có Tucson này, một chiếc Tucson 5 chỗ ngồi gầm cao biển tư nhân Hải Dương, một chủ sử dụng từ mới này, 455 triệu cho chiếc xe Tucson 5 chỗ ngồi gầm cao SUV đây. Xin nhan trên gương, số tự động đẹp, ghế lái chỉnh điện hai vị trí, đèn bi salon có đèn gầm đầy đủ rồi. Xin nhan tích hợp trên gương với cửa sổ toàn cảnh Full HD. Chiếc Tucson này em đang chào bán với giá là 455 triệu, bao hồ sơ và em còn bớt thêm. Để mua xe giá rẻ để ủng hộ em gái Lê Hương các bác ơi, đừng tiếc những lượt chia sẻ nhé. Màn hình Android cảm ứng, điều hòa auto tự động, cửa sổ trời Full HD, khóa khẩu V-size, ghế lái chỉnh điện này đầy đủ cho em rồi. 5 chỗ ngồi gầm cao có Hyundai Tucson đấy ạ. Em có con xe nào ngập nước không? Một câu hỏi mà không biết là anh suy nghĩ như nào mà hỏi câu hỏi như vậy. Thật sự những câu hỏi như này nó mang tính chất rất là tiêu cực luôn, nên là em không muốn trả lời. Thế bây giờ buôn xe ngập nước lại nói trực tiếp trên livestream là tôi buôn xe ngập nước à? Mỗi người có một phong cách làm việc khác nhau. Nhiều người buôn xe ngập nước thì miếng to lãi nhiều. Nhưng riêng em Lê Hương thì em cứ làm xe đẹp, 100 khách hàng đến xem xe là sẽ thể bán được 105 khách hàng, vì khách hàng sẽ giới thiệu khách hàng nhé. Còn cái câu hỏi mang tính chất mà nó không nghiêm túc và nó mang tính chất tiêu cực, em không muốn trả lời một chút nào ạ. Chào anh Giai Đỗ Duy Khương này, chào anh Đình Nguyễn, chào anh Lê Thu, chào bác Lê Thu Phạm, chào bác Mai Hồng Hiệp này. Bên đây thì em còn xem lại để em đọc bình luận nào. Quay Innova thử xem lại em ơi. Ok, quay Innova lại nhá. Kiểu như Tucson Vios, kết bạn Zalo 5 chỗ ngồi gầm cao có Eco và Mai và Tucson này. Ok, Innova đợi em một chút này, em chốt gặp ô vào rồi. À, bên đây thì em còn có cho các bác nhà mình đây, một chiếc xe i30, i30 bản full kịch xe đắp new và giá chào bán chỉ có bao nhiêu ạ? 315 triệu cho chiếc xe i30 của em Lê Hương đây ạ. i30 bản nhập Hàn, số tự động đẹp, bản xe đắp new, em đang chào bán với giá là 315 triệu đây ạ. Tucson có không? Anh Xuân Hạ Đặng ơi, em có Tucson nhá. Tucson em có hai chiếc 2.10 và 2.11. Giá chào bán là gì nhỉ? 435 và 455 anh nhá. Em Hương Hương trả lời ok đây ạ. Mọi người đến ủng hộ em ok anh. Thật sự nó là thực tế mà anh ạ. Bây giờ cái gì cũng vậy thôi, buôn một mớ rau người ta còn muốn là mua rau sạch, rau ngon về phục vụ các bác nông dân, nhà có con nhỏ ăn đảm bảo. Như em Hương cũng vậy, buôn xe cũng phải buôn xe làm sao, xe như thế nào để các bác nhà mình thứ nhất là đi an toàn, thứ hai là khách hàng còn ủng hộ còn tin tưởng nhá. i30 là đời 2009 ạ, số tự động đẹp và giá chào bán là 315 triệu, bao hồ sơ và em còn bớt luôn nhá, em còn bớt thêm, bao hồ sơ và bớt luôn. 2009 bản nhập khẩu i30 biển 99 Bắc Giang, nước sơn màu bạc, em này là bản xe đắp new bản full này, điều hòa auto, số tự động đẹp, lên đèn bi salon có đèn gầm rồi. Xin nhan trên gương này ạ. Cam lùi, cam hành trình, màn hình Android cảm ứng à. Màn hình Android cảm ứng nhá. Ghế da zin nguyên bản, củ số zích zắc này. Xe quá là đẹp luôn ạ. Xe đẹp, em cảm ơn anh Lê Đình Nam. Chào bác Bá Khánh Nguyễn này. Cảm ơn anh Như Đào. Anh Như Đào để lại số điện thoại và chia sẻ giúp em nào. Cửa sổ trời đầy đủ cho em ạ. Hôm nào ra mua xe uống uống với em bữa say nhà hè. Ok anh luôn. Em chỉ sợ là anh mua xe rồi uống rượu rồi không về được thôi. Sợ say xe đi đường công an bắt thôi, chứ còn em thì ok luôn. i30 2010-2009 nhá, bản full W, xe MW này. Giá chào bán là 315 triệu, bao hồ sơ và em còn bớt thêm nào. Thả tim chia sẻ nhiệt tình lên cho em ạ. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Vios này. Vios đời 2011. Chiếc xe Vios này là em cắt nỗ rồi. Vì sao lại cắt nỗ? Không phải là máy số nó xấu hay gì đâu ạ. Đôi khi cuộc đời mà nó không như mình mong muốn. Nó không như mình mong muốn ạ. Vios 2011 bản Nimo, xe đăng ký 5 chỗ ngồi với động cơ trang bị 1.5. Nếu bác nào theo dõi sẽ biết rằng em đang bán chiếc xe Vios này với giá là 210 triệu đồng. Nhưng trong buổi báo giá ngày hôm nay em để cho các bác nhà mình với giá là 190 triệu. Thật sự là em Vios này đã mang của em Hương đi mất lửa cây vàng rồi.
Em Vios này mang của em Nay Hương đi mất nửa cây vàng rồi còn đâu các bác ơi. 190 triệu để ủng hộ bà con nhà mình có xe đi lại này. Vios bản Nemo, xe đăng ký 5 chỗ ngồi, giá chào bán 190 triệu ạ. Không phải là xe lỗi hay làm sao, đôi khi nó không như ý mình. Có những chiếc xe mình nghĩ là sẽ về bán ngay nhưng một vì lý do nào đấy này là không bán được ngay, giống như con gái đến thì vậy. Giống như con gái đến thì vậy, không gả ngay là sẽ thành bà cô thôi. Nên là chiếc xe Vios này em đang cắt lỗ luôn nhá, 190 triệu ạ. 190 triệu hồ sơ cầm tay. Các bác về huyện nhà mình bấm biển mới nào. Bấm biển mới biết đâu mình bàn tay vàng lại bốc được tứ quý thì sao. Cảm ơn anh Giai Ninh Công Tú này, toàn xe đẹp người còn đẹp hơn. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Chào anh Mùi Lực, chào anh Tài Lê, chào anh Minh Trần nhá. Thả tim đẩy view mạnh mẽ lên cho em nào. Bên cạnh Vios bản Nemo giá rẻ 190 triệu Hải Dương phải không ta, chuẩn Hải Dương luôn ạ. Anh ạ, Lê Hương ô tô Hải Dương chuyên mua bán trao đổi ô tô cũ đã qua sử dụng. Số hotline 0354602790. Bác nào có ô tô mua bán trao đổi ô tô cũ có thể alo cho em nhé. Giới thiệu cho em gửi hoa hồng mời đi uống bia luôn. Vios 2015 số sàn với động cơ trang bị 1.5, máy số zin Toyota Vios, nó là xứng tầm dòng xe quốc dân rồi, được mệnh danh là dòng xe quốc dân nhé. Tiết kiệm nhiên liệu, hợp lý này, thân vỏ cứng cáp không bị hỏng vặt, nhỡ may mà có hỏng thì làm sao. Thì cái đồ của nó quá là rẻ luôn, đồ thay dễ mua và giá rẻ nhá. Vios 2015 số sàn nên cam nồi, cam hành trình, màn hình giải trí đầy đủ cho em rồi. Nước sơn màu bạc, giá chào bán là 345 triệu. Hiện tại đây là chiếc xe Vios đời cao duy nhất em còn có nhá. Hôm trước 2018, 2017 màu đen, màu bạc, màu trắng là bán hết rồi. Còn chiếc xe 2015 này mới về thôi. Lên màn hình Android cảm ứng này, nhìn phần táp ni, táp lô, quay chi tiết cho các bác nhà mình là biết ngay chất lượng xe rồi. Xe gia đình đẹp đây, xe gia đình đẹp luôn các bác nhá. Giá chào bán là 345 triệu. Còn bớt còn bao hồ sơ cho các bác nhà mình. Nếu như các bác đang quan tâm về dòng xe này, có Toyota Vios này, đầy đủ màn hình cam hành trình ạ. Chào anh Lương Duy Tuyền, chào anh Luật Trung, chào anh Khánh Body này, chào anh Nguyễn Mạnh ạ. Cờ đuôi thì em có hai chiếc màu trắng đẹp này. Một chiếc là đời 2011 có che vào đét cờ đuôi đây. Nước sơn màu trắng đẹp. Động cơ trang bị của em nó là 1.6 này. Biển thủ đô Hà Nội nhá. Bác nào có về Hà Nội cái biển này nó gánh cho mình 20 triệu phí vào tên đấy ạ. Chỉ cần giữ nguyên biển và sang tên thôi. Rất là đơn giản nhá. Còn bác nào mà thích về huyện của mình, về tỉnh của mình, em Hương sẽ bao hồ sơ về bốc biển mới này. Bác nào mà cần em hỗ trợ vào tên, em hỗ trợ vào tên luôn. Một chiếc xe Chevrolet cờ đuôi đời 2014, nước sơn màu trắng đẹp, na răng 5 chấu thể thao, phanh ABS đầy đủ nhé. Đèn halogen có đèn gầm rồi, xin nhan thì tích hợp chân hông, giá chào bán 245 triệu đấy ạ. Nên màn hình Android cảm ứng này, vô lăng được ốp bọc vô lăng quá là đẹp luôn. Vô lăng có ốp cả mạ carbon này, ghế da cao cấp này, trần nỉ zin này, tất cả các cái thanh đo gió, điều hòa, táp ni, táp nô này, đẹp xuất sắc luôn. Mà giá chỉ có 245 triệu thôi ạ. Bác nào quan tâm thì để lại số điện thoại cho em nhé. Chào anh Bùi, chào anh Biết Thế, chào anh Linh Chính này, chào anh Nguyễn Bằng Giang, chào bác Trung Bánh Xèo. Chào anh Giai Trung Bánh Xèo này, nghe tên đã thích rồi. Chào bác Phạm Văn Chiến này, chào anh Nguyễn Văn Hải nào. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em ạ, rất là nhiều mẫu xe luôn. Kết nối Zalo để em Lê Hương hỗ trợ tư vấn ạ. Bên cạnh 5 chỗ ngồi gầm cao có Tucson thì em còn có một chiếc xe nữa đây. Đó chính là EcoSport. EcoSport 5 chỗ ngồi gầm cao đời 2016 này. Đăng ký lăn bánh lần đầu là 2016 và em này là sản xuất 2015 nhé. Một chủ tư nhân biển Quảng Ninh này, chính chủ Hải Dương bán lại cho em Lê Hương đây. Nước sơn màu đen đẹp, 5 chỗ ngồi gầm cao Ford EcoSport bản Titanium. Đây là bản cao cấp với 8 túi khí an toàn. Xin nhan trên gương có cửa sổ trời cho em. Tay nắm cửa có phím mở một trạm thông minh ạ. Một cái dòng xe mà rất là nhiều các bác quan tâm và yêu thích. Vì sao? Vì gầm cao, 5 chỗ ngồi đi thoáng này, cực kỳ êm luôn. Em Eco này thì được bác chủ cũ lên màn hình rồi. Điều hòa auto tự động, củ số phanh tay sắc nét nhá. Có cửa sổ lóc, cửa sổ trời đây này. Ghế da zin nguyên bản, tư nhân một chủ, máy zin 418 triệu. 418 triệu em còn bớt, còn bao hồ sơ cho các bác nhà mình. Ok, nào chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Bác Nhôm Kính Hải
Hải Châu ơi, em chào anh Dung Trần, chào bác Nguyễn Thanh Đỗ này, chào anh Kim Tiệp Đoàn nào. Anh Kim Tiệp Đoàn ơi, thả tim mà chia sẻ cho em nhé. Eco Sport 5 chỗ ngồi gầm cao, giá chào bán là 418 triệu. Bao hồ sơ và em còn bớt thêm. Em Eco này là bản Titanium với 8 túi khí an toàn, cảm biến va chạm phía sau. Cõng trên lưng một chiếc ba lô con cóc này là lốp sơ cua nhá. Nhìn trên đường là biết ngay là dòng Eco rồi. Máy số zin đẹp luôn ạ. Chào anh Khương Khương, chào anh Đặng Minh Thư này. Thả tim, thả like, đẩy view mạnh mẽ lên cho em nào. Bác nào vừa rồi hỏi em về i10 nhá, em có cả i10 số tự động, i10 số sàn luôn. Rất là nhiều luôn. Che va đét cờ đuôi, em vừa có số sàn ship cờ đuôi về 2014 về Quảng Ninh à. Là như nào nhỉ? Anh ship cờ đuôi 2 về Quảng Ninh. Ok anh ơi. Anh Linh Công Tú ơi, anh chỉ cần lổ số điện thoại thôi. Chiều nay em có một đơn ship về móng cái Quảng Ninh. Đơn vị móng cái Quảng Ninh nhá. Ở Tràm Cổ hay cái gì Quảng Ninh ấy nhá. Để lại số điện thoại anh Linh Công Tú ơi. Ship luôn, lổ địa chỉ em gái ship tận sân nhà anh luôn. Thích màu đen có màu đen, thích màu vàng là trắng có màu trắng này. Màu trắng này vợ có mắng thì vẫn cứ mua. Vợ có mắng thì vẫn cứ mua các bác nhá, quá là đẹp luôn ạ. Ở đây bác nào thích xe mẹc không? Xe mẹc thì em có mẹc C250 bản Blue. Dòng xe mẹc đứng đầu thương hiệu luôn. Phân khúc hạng D quá là xịn. Đi xe mẹc các bác sẽ được trải nghiệm rằng những người doanh nhân, những người có tiền vì sao họ thích xe mẹc. Người ta mua xe mẹc đến tiền tỷ hoặc vài tỷ, nhưng đến với em gái Lê Hương thì xe mẹc nó chỉ là 379 triệu thôi. 379 triệu bao hồ sơ và em còn bớt thêm. Một chiếc xe mẹc phân khúc hạng D giá chỉ trên 300. Đèn pin salon xin nhan cảm trên gương, gương kính cụp chỉnh này. Một chiếc xe quá là đẹp luôn, hạng sang nhá, dòng xe mẹc đây ạ. Giá chào bán là 379 triệu. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em ạ. Xe mẹc với vô lăng tích hợp phím bấm, nghe gọi khẩu lệnh trên vô lăng đầy đủ cho em rồi. Có mẹc C250. Còn anh Linh Công Tú ơi, thả tim, chốt trực tiếp trên livestream ngày hôm nay. Cờ đuôi 2011 màu trắng hay màu đen cứ để lại số điện thoại, chốt trên livestream ngày hôm nay. Ít nhất em sẽ bớt cho các bác nhà mình. Hôm nay phải tơi khô máu luôn, bớt luôn 10 triệu đồng trên livestream, vẫn bao hồ sơ luôn. Chào anh Giai Phạm Hòe, chào anh Đăng Tùng, chào anh Long Y Lốc này. Thả tim và chia sẻ mạnh mẽ lên cho em nào. Có xe 50 triệu không em? Anh Phạm Hòe ơi, từ 58 triệu là em đã có xe phục vụ bà con nhà mình đi tránh nắng tránh mưa rồi nhá. Anh Phạm Hòe để lại số điện thoại nhá. Em có Daewoo Matiz 58 triệu, số sàn 5 chỗ ngồi. Và những dòng xe ghét tầm vài chục triệu, hơn 100 triệu em cũng có luôn. Anh Phạm Hòe để lại số điện thoại. Và cùng em xem hết buổi báo giá này. 98 triệu, 58 triệu là có ô tô đi rồi. Và hôm nay là một chiếc xe với đời siêu lướt luôn. Một chiếc xe Kia Morning, làm lên tên tuổi của dòng Kia, nó chính là Morning nhá. Morning bản SI nhập khẩu đời 2, à bản SI bản này là bản nhập khẩu nhá. Và giá chào bán là 355 triệu. Kia bản Morning bản SI nhập khẩu này, một dàn nốt theo xe, zin từng con ốc, lốp sâu cua còn chưa hạ đất cơ. Kia Morning giá chào bán là 355 triệu. Bao hồ sơ và em còn bớt thêm cho các bác nhà mình. Cho anh xem con cờ đuôi trắng với em ơi. Ok bác Phạm Quản này, cờ đuôi trắng đây, màu trắng vợ mắng vẫn là mua đúng không ạ? Quá là đẹp luôn. Cờ đuôi 2014 số sàn xe mà chính em Hương đi bắt đây. Có video đi mua xe tự trực tiếp nhà trên Hà Nội nhà bác dân luôn. Đèn hậu phía sau là một dải đèn nét này. Một dải đèn nét phía sau là các bóng đèn nét này. Cam lùi, cam hành trình, màu trắng đẹp bản sedan. Giá chào bán đây ạ, 245 triệu. Nên cho em này, na răng 5 chấu thể thao, phanh ABS, có lên cho em cả màn hình Android rồi. Vô lăng thì quá là chất luôn. Áo vô lăng bác chủ bọc rồi. Ốp đẹp để em vô lăng này. Màn hình Android cảm ứng đây. Ghế da xịn sò luôn. Trần vẫn là trần nỉ, sạch sẽ, không sợ ố hay bị ám này. 4 quả loa to bản, trang bị 4 cánh cửa, thêm 2 loa chép nhỏ này. Và quan trọng là gì? Từ những cái bấm đinh tán này, cột kèo keo chỉ nó còn giữ nguyên bản nhá. Cam kết trực tiếp bằng văn bản, không đâm xô và không ngập nước đây. Ốc nhái không hề bị vặn mở luôn. 245 triệu bao hồ sơ và em còn bớt thêm.
Kia Morning 150 triệu. Có Kia Morning 150 triệu nhá. 146 triệu đã đi được Kia Morning, nhưng lại còn là số tự động cơ, full option, nhiều đồ chơi luôn. Anh Khắc Hoang nhá. Hắc cái gì? Anh Hắc Khang nhá, đợi em một chút nào. Thả tim nào, chia sẻ mạnh mẽ lên nào. Chào anh Giai Nguyễn Trường, chào anh Tiến Thành, chào anh Nam Thành, chào anh Đoàn Quỳnh và bác Trung Kiên, bác Nguyễn Hạnh nào, bác Sa Hoàng ơi. Thả tim và chia sẻ nhiệt tình, đẩy view mạnh mẽ lên ngày hôm nay giúp em được không ạ? Một chiếc xe Chevrolet Cruze đời 2011 số sàn, giá chào bán đây 245 triệu. Con chào ông Vũ Đức Kịp, bán chịu không? Bán chịu cho ông luôn, ship một phát vô Bình Dương luôn nào. Ship vào khu biệt thị nhà thự là khu Bình Dương luôn nhá. Lô địa chỉ là con ship luôn. Thích xe nào 5 chỗ, 7 chỗ, 2 chỗ, 8 chỗ, số sàn, số tự động đều có luôn, ship luôn. Ông chia sẻ mạnh mẽ lên cho con nào. Chào bác Dư Liberty này, chào anh Hải là anh Hồng Đăng Đoàn Hải này. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Cruze 2011 số sàn, em có 211 và 216, nhưng đây là chiếc 211 quá là đẹp luôn. 245 triệu. Trước mắt khách hàng ngày hôm nay, bớt cho các bác nhà mình trực tiếp trên livestream 10 triệu đồng. Bớt luôn 10 triệu đồng trên livestream, xe vừa mới về vẫn bớt nộc ná để các bác nhà mình lấy hoan hỉ lấy may đây. 235 triệu bao hồ sơ. Chào anh Khánh Đình, chào anh Lương Thế Vinh nào. Vừa rồi bác nào hỏi em nào có Kia Morning 150 triệu không, thì hôm nay em sẽ cho các bác nhà mình một chiếc xe Kia Morning 146 triệu, 5 triệu kia mang về liên hoan gia đình là mua được xe đẹp rồi. 146 triệu có Kia Morning 2004 số tự động đẹp, biển 36 nhá, giải đèn nét, đèn bi salon, có đèn gầm đầy đủ rồi, cam 360. 146 triệu có phải như vậy là quá là nhiều option không? Và bên trong các bác nhìn này, lên đề lổ khởi hành start top, màn hình Android, điều hòa mát lạnh rồi, nhưng bác chủ lại còn thêm hai cái quạt siêu mini ở đây. Thật sự là một chiếc xe 5 chỗ ngồi quá là đặc cấp luôn. La răng 5 chấu thể thao, trần da 6D, đề lổ thông minh, màn hình giải trí, túi khí an toàn, số tự động đẹp, Kia Morning đây. Nước sơn màu đỏ đẹp, nhìn cái cánh gió là biết là độ chơi của bác chủ như thế nào rồi đúng không ạ? Đây các bác nhìn đây, đây 5 sao luôn nhá, 5 sao luôn, cam lùi, cam hành trình, màn hình Android. Kia Morning 2004 giá chào bán nào. Giá chào bán là 146 triệu bao hồ sơ và em còn bớt thêm. Fiat 2015 màu ghi bao nhiêu tiền? Fiat 2015 màu ghi là 345 triệu bao hồ sơ và em còn bớt ạ. 130 triệu ok luôn. Anh ơi cố lên cho em 5 triệu. À không được, con này là xe cỏ mà, làm sao bớt nhiều vậy được anh. Anh ơi cố lên 10 triệu nữa anh ạ. 140 triệu em quất luôn, vào việc luôn. 140 triệu là vào việc Kia Morning 2004 số tự động đẹp. Các bác nhìn này, xe chuẩn cán bộ đi luôn, xe bộ tư lệnh thủ đô Hà Nội luôn các bác nhé. Em mua lại các bác nhìn này, còn bấm cả chế cả mật khẩu này, cam hành trình này, đề lổ thông minh này, tất cả ở đây là một dải đèn nét hoạt động bình thường này, đèn bi này, có đèn phá xương, đèn gầm đầy đủ nhá, cam lùi, cam hành trình, màn hình có hết rồi. Chào anh Giai Lý Bách, chào anh Lê Chiến, chào anh Cường Trần, chào bác Tiến Thành nào. Anh nụ cười tỏa nắng ơi, 140 triệu anh em mình cùng tỏa nắng luôn, cùng tỏa nắng luôn nhá. 140 triệu có cho bác nhà mình một chiếc xe số tự động đến từ thương hiệu Kia Morning. Nước sơn màu đỏ đẹp luôn, động cơ trang bị 1.0, ăn xăng như ngửi thôi, ăn xăng như ngửi thôi ạ. Quá là đẹp luôn ạ. Và bên cạnh chiếc xe Kia Morning đây, Innova 7 chỗ ok, Innova 7 chỗ em có luôn nhá, có 7 chỗ này. Innova hiện tại em đang có từ 2006 này, từ 2006 đến 2015 nhá. À, cho anh xem xe 50 triệu, xe 50 triệu hiện tại không có ở nhà anh Hè ơi, xe 50 triệu đi công vụ bắt xe rồi. Xe đấy là 58 triệu Daihatsu Matiz anh Phạm Hòe nhá. Anh Phạm Hòe để lại số điện thoại cho em đi ạ. Có Altis số tự động hoặc là Corona không? Ok. Gửi ảnh cho anh vào Zalo, ok anh Giai Phạm quản này. Kia Morning 146 triệu đây ạ. Nhiều khi nó bị ẩn bình luận, em không đọc kịp đây các bác này, nó bị ẩn bình luận đây. 146 triệu đây chị gái. Chị gái gì nhỉ?
chị gái Hằng Chính ơi, đây Kia Morning 146 triệu đây, nếu chị là nữ thì quá là hợp luôn. Màu đỏ đẹp, số tự động luôn, dễ đi củ số thẳng nhá, đi chỉ có tiến với lùi thôi. Chỉ có tiến với lùi thôi. Màn hình giải trí, đề lộ thông minh, cam lùi, cam hành trình có đầy đủ cho em rồi, có đèn nét nhá. Em có video chi tiết rồi. 146 triệu em bao hồ sơ. À không, con này chỉ cần công chứng thôi. Chỉ cần công chứng là đi ở mầm rồi. Chào anh Giai Đức Cảnh, chào anh Đại Lâm Mộc, chào bác Tiến Hành này. Anh Phạm Huệ để lại số điện thoại cho em. Anh Nụ Cười có lắng ơi, cố lên một chút nữa nhá. Bác Phạm Quản ơi, cờ đuôi 2014 à. Thả tim nào, chia sẻ nhiệt tình lên cho em ạ. Cờ đuôi có 211. Cờ đuôi có 211 và cờ đuôi có 216 nhá. Bên đây là một chiếc xe La City CDX. Hôm nay em còn mới về thêm một chiếc xe La City DX biển Quảng Bình cơ. Đi một mạch 500 cây số từ Quảng Bình về. Một chiếc xe DX em quá tự hào khi bắt xe vừa xe đẹp, vừa được bác chủ để lại lộc, lại còn giá rẻ cơ. Camry 2015 em tạm hết rồi. Anh Phạm Huệ để lại số điện thoại cho em ạ. Xe đẹp quá, cảm ơn bác Sầm Sơn này. Thả tim mà chia sẻ nhiệt tình lên cho em ạ. La City CDX đời 2009, số tự động đẹp, biển 34 tư nhân Hải Dương này. Cụm đèn pha phía trước là đèn halogen, có đèn gầm rồi. La răng đa chấu thể thao phanh ABS này. Đời 2009 và giá chào bán là 239 triệu. Hôm trước bác nào để ý nhá, thì em này hôm trước bác chủ cũ là vẫn để màn hình bé này, chưa lên màn hình. Vừa rồi em Hương đã bỏ ra thêm 4 triệu nữa này, 4 triệu 2, chính xác là 4 triệu 2 để lên cái màn hình Android cảm ứng này, mà không thu thêm một đồng tiền nào, vẫn là 239 triệu cho chiếc xe CDX bản nhập Hàn, số tự động đẹp đây. Lên màn hình Android cảm ứng này, cửa sổ trời, sấy sưởi ghế, điều hòa ghế hai vùng, hỗ trợ trơn trượt, đề lộ thông minh, khởi hành start top nhá. Ghế da zin nguyên bản đây. Hôm trước là chưa lên màn hình, vẫn 239 triệu. Hôm nay lên màn hình rồi, màn hình lên đến 4 triệu 2 rồi. Vẫn để cho các bác nhà mình là bao nhiêu? 239 triệu. La City CDX đời 2009 này. Với cái tầm tiền 200 triệu hơn một chút mà các bác muốn mua xe bản sedan, số tự động đẹp và đăng ký 5 chỗ ngồi thì không thể bỏ qua CDX đâu. Em có CDX biển 34, CDX biển Hà Nội và sáng nay mới về thêm một chiếc xe CDX đi một mạch từ Quảng Bình, hơn 500 cây về đến Hải Dương để phục vụ bà con nhà mình đây ạ. Phục vụ bà con nhà mình đi Tết đây, phục vụ từ bây giờ rồi các bác này. Phục vụ bà con nhà mình đi Tết từ bây giờ rồi. 239 triệu bao hồ sơ và em vẫn còn bớt thêm. Chào bác Chiến Minh, chào bác Phạm Văn Chiến, chào bác Tôi Mạc nào. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em ạ. Kia Morning Hyundai i10 vừa mới về thêm đây. Innova thì em có Innova 8 chỗ ngồi đời 2012, máy số zin xe gia đình. Innova đời 2012 biển thủ đô Hà Nội, giá chào bán là 348 triệu. Bao hồ sơ và em còn bớt thêm. Bác nào cần đi Tết hãng cho đi Tết hãng luôn nhá. Có Innova đây này. Chào bác Lý Thành, Lý Hoàng, chào bác Hoàng Tuấn Anh nào. Thả tim chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Đẩy view mạnh mẽ lên cho em ạ. Innova 2012 số sàn xe gia đình, mua trực tiếp của bác chủ cây xăng trên Hà Nội đây ạ. Video mua xe em có quay trực tiếp hợp đồng mua bán đấy ạ. Cam kết rồi, check hãng rồi, em còn check cả không đâm xô, không ngập nước, check luôn cả cam phạt nguội rồi, đầy đủ hết rồi. Về các bác chỉ việc đổ xăng là đi thôi. 348 triệu bao hồ sơ, lên cho các bác nhà mình Android cảm ứng to rồi, nghe nhạc giải trí đi gia đình. Xe đăng ký 8 chỗ ngồi, ghế da màu da bò cực kỳ sạch sẽ luôn. Táp ni táp nô là nói không với khoan đục. Innova 2012 đây. Bao hồ sơ và em còn bớt cho các bác nhà mình. Lắp màn hình cam hành trình và cả màn hình cam lùi đầy đủ cho các bác nhé. Em này 2012 nó lên đến 4 mắt cảm biến cơ, không phải là 2 mắt cảm biến đâu ạ. 4 mắt cảm biến va chạm luôn. Và đằng sau Innova 2012 là một chiếc xe Innova 2014 này. Tầm giờ em làm xe Tết rồi, phục vụ bà con nhà mình đi Tết nên là nhiều dòng xe lắm các bác ơi. Có Kia Morning không em? Có anh Dương Minh Dương ơi, Morning bên em phải có gần 20 đầu xe Morning cơ. Cùng em xem buổi báo giá này nhá, em sẽ quay chi tiết cho các bác luôn. Innova 2014, form này là form cũng là form cũ.
chưa lên 25 sẽ là form mới nhá. Innova đời 2014 với động cơ trang bị 2.0, xe đăng ký 8 chỗ ngồi, giá chào bán là 385 triệu. 385 triệu có Innova đời 2014 này. Em này thì cũng lên màn hình Android rồi. Táp ly táp lô không có dấu hiệu của khoan đục. Vô lăng không bóng mòn, trần lỉ nguyên zin. Ba hàng điều hòa tương ứng với ba hàng ghế nhé. Innova 2014 giá chào bán là 385 triệu. Bản e xịn luôn, bản e xịn, nhưng bản này chỉ có hai mắt cảm biến va chạm thôi. Còn bản 2012 kia của em Hương là form xịn luôn, 4 mắt cảm biến va chạm nhá, đầy đủ luôn rồi. Chào anh Ngọc Khám, chào bác Di Động Tuấn Hải, chào anh Hưng Trần, chào anh Thái Phạm nào. Chia sẻ mạnh mẽ nhiệt tình lên cho em nào, Morning và i10 là dòng xe quốc dân rồi. Mà đã là quốc dân thì lúc nào em Hương cũng sẵn từ 10 đến 20 đầu xe cho các bác nhà mình. Ở đây em còn mới về thêm một chiếc xe Nasetti CDX em vừa nói đây. Chiếc xe mà em Hương chạy một mạch từ Quảng Bình về Hải Dương trên 500 cây để về phục vụ bà con nhà mình đây. Nasetti CDX đời 2009, số tự động đẹp đây. Sơn xi sáng bóng luôn. Nhìn cái sơn zin dưới ánh nắng mặt trời, các bác nhìn này, sơn zin nó khác hoàn toàn luôn. Đèn gầm, đèn halogen, na răng 5 chấu thể thao, phanh ABS xi nhan trên hông đầy đủ cho em rồi. Đề lộ thông minh, màn hình giải trí, túi khí an toàn đầy đủ cho em nhé. Nasetti CDX 2009 bản nhập Hàn nguyên chiếc, số tự động đây. Vô lăng tích hợp trên các phím bấm này, màn hình Android hỗ trợ trơn trượt, ghế da zin. Nhưng các bác phải nhìn này, ghế da zin, gia đình người ta đi ít nên ghế da còn nguyên bản luôn, quá là đẹp này. Cửa sổ trời đầy đủ cho em, táp ly táp lô cũng đẹp căng. Cột kèo keo chỉ này không bao giờ có dấu hiệu là va hay quẹt gì đâu ạ. Cam kết luôn, trần nỉ nguyên zin, phía dưới bọc thêm cái thảm 6D với thảm rối này, mất thêm gần hơn triệu nữa đây. Quá là đẹp nhá. Nasetti CDX bao tét hãng 500 cây cho các bác nhà mình, bao tét chạy 500 cây đường dài liên tục, ok luôn. Giá chào bán là 238 triệu. 238 triệu cho chiếc xe Nasetti CDX đấy ạ. Biển 73 Quảng Trị thân yêu nhá. Em chào anh Đinh Hiếu, chào anh Thay Đổi này, chào anh Phạm Ngọc Thương, chào bác Tăng Nguyễn nào. Bên đây em còn có một chiếc xe Hyundai i10. Hyundai i10 bản nhập Ấn Độ, động cơ trang bị 1.0, xe đăng ký 5 chỗ ngồi. 5 chỗ ngồi, i10 đời 2016, bản đủ số sàn, bản 1.0 số sàn, cam lùi, cam hành trình đầy đủ rồi, xi nhan trên khung. La răng thể thao, phanh ABS, 259 triệu cho chiếc xe, i10 2016 đây. 2016 có i10 luôn các bác này. Thả tim thả like nào, bác Đỗ Khánh, bác Thủy Trần ơi, bác Công Luận ơi, chia sẻ giúp em được không ạ? Bên cạnh i10 là một chiếc xe Accent. Accent số tự động thì em có rất là nhiều, nhưng Accent số sàn thì có một chiếc duy nhất thôi. Hyundai Accent đời 2018 với động cơ trang bị 1.4, xe đăng ký 5 chỗ ngồi, hộp số sàn 2018 này, nước sơn màu trắng biển 98 nhé. Xin nhan trên gương này, đèn bi salon có giải đèn nét, đèn gầm cũng là đèn halo, đèn bi salon luôn. La răng 5 chấu này, em này còn được bác chủ cũ độ lên ghế lái và ghế phụ chỉnh điện cơ. Ghế lái, ghế phụ chỉnh điện đẹp, có cho em Hyundai Accent 2018 đây. Vì một tay cầm ô, một tay cầm gậy để live stream nên là em không thể mở nội thất ra được rồi. Chào anh Vinh Nguyễn, chào anh Tô Lý Khải, chào bác Sơn Phùng này, chào bác Phạm Ngữ này. Morning thì em còn có một chiếc xe Kia Morning cũng là số tự động đây. Kia Morning số tự động biển 29 thủ đô Hà Nội đây. Lước sơn màu bạc đẹp, la răng đa chấu nhá. 159 triệu có Kia Morning. Đâu ấy? 159 triệu có Kia Morning số tự động đẹp đây. Củ số phanh tay sắc led em này cũng là bản nhập Hàn. Giá chào bán là 159 triệu Kia Morning số tự động đẹp đây ạ. Lắng quá Hương ơi, em phải lắng thật sự luôn. Anh Đinh Hiếu ơi, thả tim chia sẻ giúp em nào. Cảm ơn anh Giai Nguyễn Dần nhá, chia sẻ lên cho em nào. Bảo yêu em mà chẳng chia sẻ cho em gì. Kia Morning đây anh Minh Dương ơi. Morning số tự động và số sàn em đều có nhá. Morning số tự động 2007, 2005 nhưng đăng ký 2007 đây. 159 triệu số tự động, xe đăng ký 5 chỗ ngồi,
bộ ghế da cao cấp xịn sò rồi. Bác nào về chỉ việc đổ xăng là đi thôi. Có Kia Morning số tự động cho các bác nhà mình. Sấy sưởi ghế bản Nhật Hàn nhá, biển thủ đô Hà Nội. Cam lùi cam hành trình có hết rồi. Chào anh Tony Nguyễn, chào bác Lý Hữu, chào bác Trung Dày, bác Lê Thành Duy và anh Giai Quý Lê nào. Thả tim mà chia sẻ nhiệt tình lên cho em ạ. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Hyundai Accent 2018 đây. Nội thất màu kem đẹp. Vừa rồi em chưa mở nội thất, giờ em sẽ mở nội thất ra đây. Ghế lái và ghế phụ đều là chỉnh điện cho em nhé. Đây là độ thôi. Còn nguyên bản của em nó là không có đâu. Bác chủ cũ trước kia là một Thanh Liên, giờ đi Nhật rồi lên bán lại xe. Nên là ghế lái, ghế phụ chỉnh điện này. Vô lăng tích hợp phím bấm lên màn hình Android rồi. Đề lộ khởi hành start top nhé. 418 triệu có Accent số sàn màu trắng đẹp 2018 cho các bác nhà mình ạ. 2018 đây. Đẩy view lên nào. Em ơi, Hyundai. Đây Hyundai Accent là 418 triệu anh nhá. Anh Tô Ly Khải ơi, 418 triệu bao hồ sơ và em còn bớt thêm. Rất là lắng luôn. Chào bác ông Hậu Họ Lường, chào anh Trinh Kiều Huynh, chào anh Đậu Hà, chào anh Lê Thành Duy nào. Chia sẻ mạnh mẽ nhiệt tình lên cho em ạ. Bên cạnh chiếc xe Kia Morning số tự động 159 triệu, em Hương còn có một chiếc xe Na City SE. Na City SE biển thủ đô Hà Nội, giá như i10 nhưng mà bản sedan hai đầu cực đẹp luôn. Na City SE bản nhập khẩu số sàn 199 triệu. Giá này không mua thì mua xe gì ạ? 199 triệu biển thủ đô Hà Nội có Na City SE đi nhá. Biển này 89557 này, Na City SE bản sedan hai đầu với nước sơn màu trắng đẹp. Em đang chào bán với giá là 199 triệu đồng, bao hồ sơ và còn bớt thêm. Lên hẳn màn hình Android cảm ứng rồi. Nội thất bên trong các bác nhìn này, gọn gàng sạch sẽ nhá. Thảm bệ phía dưới này, thảm cũng là thảm 6D, cực kỳ sạch sẽ gọn gàng luôn. 199 triệu có Na City SE đi ạ. Chào anh Phạm Ngọc Sơn, chào anh Khuyên Tuấn này. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Captiva thì hiện tại em có 7 chỗ ngồi giá rẻ. Không chỉ có Innova đâu, mà em còn có Captiva đây. Captiva đời 2007, động cơ trang bị 2.0. Xe đăng ký 7 chỗ ngồi. Xe 7 chỗ ngồi gia đình đây. Em có 2 chiếc Captiva màu đen và màu bạc. Thì chiếc màu đen là em đã có khách rồi, về làm dâu Hải Dương rồi. Còn chiếc Captiva màu bạc này em đang chào bán là 199 triệu. 199 triệu lên màn hình Android cảm ứng này. Nên cho có hỗ trợ trơn trượt, hỗ trợ đổ đèo. 7 chỗ ngồi giá rẻ có Captiva nhé. Captiva máy xăng động cơ trang bị 2.0 đây ạ, có Captiva luôn. Địa chỉ ở đâu? Anh Hồng Đào ơi, địa chỉ bên em là 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Em nằm ngay chân cầu Lộ Cương, cái lối đi vào trường Đại học Hải Dương đấy ạ. Kết nối số điện thoại ở dưới màn hình em có ghim. Em gửi định vị qua Zalo cho các bác nhà mình dễ đi nhá. Ngay chân cầu Lộ Cương, thành phố Hải Dương ạ. Chào anh Giai mất niềm tin ạ. Em ơi có xe nào tầm 3XX không? Anh Thái Phạm ơi, 3XX nó là một cái sự lừa tài chính quá là nhiều luôn. Nếu như 3XX anh có thể mua rất là nhiều mẫu xe bên em. Từ Hyundai Accent nhập khẩu số tự động 345 triệu. Hoặc là một chiếc xe Kia Rio. Chiếc xe Kia Rio này em nghĩ là chỉ trong vòng một lốt nhà các bác là chốt thôi. Kia Rio đời 2015, số tự động đẹp, bản nhập Hàn nguyên chiếc. Động cơ trang bị 1.4, màu trắng đẹp nhá. Sơn xi gọn gàng sạch sẽ rồi, máy số zin, sơn zin đẹp luôn. Nước sơn màu trắng đẹp. Kia Rio 2015 em đang chào bán với giá là 395 triệu. 395 triệu cho chiếc xe Kia Rio 2015 này. Nội thất bên trong là đen đỏ kết hợp, ga tay tự động cruise control, vô lăng tích hợp phím bấm này, màn hình nghe nhạc, hỗ trợ đầu DVD, số tự động đẹp màu trắng này. 395 triệu cho chiếc xe Kia Rio này. Kia Rio 2015, các bác mua bản sedan hai đầu, màu trắng đẹp, số tự động. Cái màu quốc dân này không kén về mệnh, về tuổi quá là nhiều và không kén về giới tính nhé. Hai vợ chồng đi đều ok. Kia Rio 2015, máy số zin nhập Hàn nguyên chiếc. Giá chào bán là 395 triệu. 395 triệu trong buổi báo giá ngày hôm nay. Em tặng luôn các bác nhà mình 10 triệu đồng, còn 385 triệu vẫn bao hồ sơ luôn.
Kia Rio 2015 bản nhập Hàn đây. Các bác nhìn này, sơn si sáng bóng luôn, sạch sẽ gọn gàng rồi, có Kia Rio đi nhá. Chào bác Phan Xuân, Nguyễn Xuân này. Chào bác Lý Hữu này. Này các bác nhá, 395 triệu bao hồ sơ và em còn bớt luôn 10 triệu đồng trên livestream. Còn 385 triệu, máy số zin, xe gia đình sơn zin. Các bác cần test hãng mang ra hãng luôn, cẩu lên hãng test trực tiếp cho em, không đâm xô và không ngập nước. Phạt nguội hay là phạt cam hành trình các thứ em đã check hết rồi, không hề bị phạt nguội nhá. Lên các bác yên tâm ạ. Thả tim mà chia sẻ nhiệt tình lên cho em được không nào? Cờ đuôi màu trắng đẹp 245 triệu. Rio màu trắng đẹp 395 triệu có luôn. Và đây em còn có một chiếc xe i30 bản CW New này. i30 bản CW New với động cơ trang bị 1.6 bản nhập khẩu nhá. Xe i30 bản CW New đây, tư nhân một chủ sử dụng từ mới này, biển 4 số một chủ đây. 308 triệu cho chiếc xe i30. Lên đèn bi salon có dài đèn led và đèn gầm, gương kính cụp chỉnh tự động, cửa sổ trời đầy đủ cho em nhé. i30 bản CW 308 triệu có cho em rồi. i10 Morning Accent em đều có luôn. Chào anh Giai Tùng Kenvi này, chào anh Hoàng, chào bác Phú Nguyễn, chào bác Đàm Chiến ạ. Trả tim thả like chia sẻ nhiệt tình lên cho em. 7 chỗ ngồi thì em còn có Innova nhé. 7 chỗ ngồi còn có Innova nhưng mà là màu đen ạ. Có 2 chiếc màu đen, một chiếc 206 và một chiếc 207. Chiếc 207 thì sáng nay cọc 10 triệu nhận cọc của bác ở bên Đồng Nai rồi. Nhận cọc 10 triệu của bác Đồng Nai rồi. Em chỉ còn chiếc màu đen Innova 7 chỗ ngồi 206 thôi. Và giá chào bán của Innova 206 số sàn đăng ký 87 chỗ ngồi là bao nhiêu nhỉ? 235 triệu. 235 triệu cho chiếc xe Innova 2006 đây. Xe gia đình kệ bước chân lên xuống lắp rồi, nước sơn màu đen đẹp. 207 em xin phép dừng giao dịch về làm dâu Đồng Nai rồi. Còn 206 màu đen và 212, 214 là màu bạc, xe gia đình chuẩn chỉ luôn. Innova 2006 đây ạ. Giá chào bán là 235 triệu. Bao hồ sơ và em còn bớt cho các bác nhà mình. Thả tim và chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Anh Hà Diệu ơi, anh Văn Phú Tài ơi, bác nào chưa đăng ký kênh thì cũng đừng tiếc những đợt đăng ký kênh cho em nhé. Có i10 sedan 2 đầu không? Em có luôn. Tầm 150 triệu đi chị. Ok anh. i10 2 đầu em có. i10 màu đen bản đủ 2 đầu và i10 màu bạc bản đủ 2 đầu nhé. Anh ơi để lại số điện thoại cho em nhé. 100 triệu à? 100 triệu thì em có cho các bác nhà mình Spark này. Spark 98 triệu nhé. i10 màu đỏ, ok anh Thái Phạm có i10 màu đỏ luôn. Morning màu đỏ cũng có và i10 màu đỏ cũng có này. Một chiếc xe i10 với nước sơn màu đỏ bản hatchback nhé. Biển 17 này, 17 này là Thái Bình. 17 Thái Bình có i10 màu đỏ luôn đây ạ. i10 đời 2014 số sàn bản nhập Ấn đây. Động cơ trang bị là 1.0, nhập Ấn số sàn, xe đăng ký 5 chỗ ngồi. Biển 17 Thái Bình em đang chào bán với giá là 200 triệu tròn. i10 nhập Ấn 200 triệu tròn nhé. Có màn hình Android cảm ứng này, cam hành trình có rồi. Ghế da đẹp luôn, vô lăng không hề có dấu hiệu khoan đục, xe gia đình. Có i10. i10 là một cái dòng xe mà để hay chạy dịch vụ, không thể tránh được i10 chạy dịch vụ. Nhưng mà xe này là xe gia đình, người ta có đá thêm một chút dịch vụ thôi, nên là các bác yên tâm nhé. Chào anh Vũ Tuấn Anh ạ, chào anh Quân Bùi. Em nghe điện thoại một chút ạ. Alo ạ. Dạ vâng em đây anh. Dạ vâng ạ, anh ơi anh cứ kết Zalo số này nhá. Một chút nữa em đang livestream xong để em tư vấn cho anh nhá. Dạ ok anh, ok. Đây ạ, 100 triệu quay đầu thì em có một chiếc xe Spark nhá. Spark đời 2009, xe đăng ký 5 chỗ ngồi. Và giá chào bán là 85 triệu đây. 100 triệu quay đầu các bác có thể tham khảo Spark cho em ạ. Dưới 100 triệu có Spark đi này. Và i10 màu đỏ thì em còn có cả biển 14 nhá. Biển 14 Quảng Linh. i10 đời 2016 màu đỏ đẹp đây. La răng đa chấu xi nhan trên hông. Em đang chào bán với giá là 200
229 triệu. 229 triệu cho chiếc xe i10 màu đỏ biển 14 này. Ghế vải này, vẫn là ghế vải này, trần này gì lỉ zin này. Màn hình Android, em này cũng là bản thiếu nhá. 229 triệu có i10. 229 triệu có i10 đời 2016 đây ạ. Còn dưới 100 triệu thì em có Spark 85 triệu màu bạc và Spark 98 triệu màu trắng nhá. Còn bác nào đang thích Cerato thì em có hai chiếc xe Kia Cerato bản full kịch luôn. Cerato cho mắt khách hàng nhà mình là biển 10 năm màu bạc, đời 2011, giá chào bán là 335 triệu full option luôn. Cerato full option luôn ạ. Có mở lóng biển D không ạ? Là như nào nhỉ? i10 1.2 nhỉ, em có anh Thái nhá. Anh Thái ơi, i10 1.2 em có mà. i10 màu đỏ thì không có 1.2, nhưng i10 màu đen hai đầu sedan có 1.2 nhá. 1.2 à. Còn nếu như mà bản mà hatchback thì em chỉ có 1.0 thôi ạ. Còn xe Cerato em đang chào bán với giá là 335 triệu full option luôn. Hỗ trợ gảy số thể thao trên vô lăng, màn hình giải trí, túi khí an toàn, điều hòa auto tự động đây ạ. La răng đa chấu luôn. Có la răng đa chấu luôn. Chiếc xe ghét này thì hôm trước nhiều khách hàng hỏi em quá, thì một bác trên Hà Nội, bác ấy cùng Hà Nội luôn nên là chốt rồi. Xe ghét này là em dừng giao dịch rồi các bác nhá. Xe ghét dừng giao dịch rồi. Và hôm nay em sẽ lên cho các bác nhà mình một chiếc xe nữa đây. Một chiếc xe Innova ạ. Innova đời 2015, form mới nhá. 2015 này là form mới rồi. Máy số zin đẹp luôn. Có đèn gầm đầy đủ cho em ạ. Có đèn xi nhan trên hông, xe trên gương này. Cụm đèn pha là halogen này. La răng đa chấu thể thao nhá. Innova đời 2015 em đang chào bán với giá là 418 triệu. Các bác nhìn phần táp ni này. Quay Innova và i10 em thường xuyên quay táp ni và vô lăng để chứng minh rằng xe gia đình đẹp như thế nào. Innova 8 chỗ ngồi 2015, form mới trần nỉ nguyên zin, ghế da cao cấp. 3 hàng điều hòa tương ứng với 3 hàng ghế nhé. 3 hàng điều hòa tương ứng với 3 hàng ghế ạ. Giá chào bán là 418 triệu, bao hồ sơ và em còn bớt thêm. Chào anh bác Bảo Bảo, chào bác Hồ Viết Thắng, chào bác Lê Trường này. Chào bác Tôn này, chào anh trai Trần Hải nào. Bác nào quan tâm mẫu xe nào cứ để lại để số điện thoại cho em nhé. Em có E200 em tạm hết ạ. Anh Sơn ơi, cờ rui có cờ rui luôn. Cờ rui màu trắng lại còn đẹp cơ. Màu đã là cờ rui nhưng lại còn đẹp cơ. Chevrolet cờ rui đời 2011, số sàn động cơ trang bị 1.6 này. Xe đăng ký 5 chỗ ngồi, biển thủ đô Hà Nội nhé. Chiếc cờ rui này em đang bán với giá là 245 triệu. 245 triệu cho chiếc xe Chevrolet cờ rui đời 2011 ạ. Alo ạ. Dạ đợi đợi em một chút, em đang live stream nhé. Kết nối Zalo và số này rồi em đồng ý rồi thì em tư vấn nhé. Dạ ok, dạ. Chevrolet cờ rui 2011 đây em đang chào bán với giá là 245 triệu biển thủ đô Hà Nội, bao hồ sơ và em còn bớt nọc thêm. Bán tải Ford thì rất là tiếc em bán hết rồi. Em còn bán tải mới về là Triton, Mazda BD50, BT50 và bán tải Isuzu D-Max nhá. Chevrolet cờ rui em có 2011 màu trắng và màu đen. Và còn có một chiếc 2016 form mới này, lên bộ on off rồi. Cờ rui em còn có cả biển 37 nữa đây. Cũng là cờ rui 11, 245 triệu màu đen nhá. Anh chị nào thích màu đen có đen, hợp màu đen có đen. Mà yêu màu trắng thì có trắng, hợp màu trắng là có trắng luôn ạ. Thả tim và chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Và bác nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh cho em nhá. Anh Phong Vũ ơi, vỏ bán tải Ford thì em tạm hết rồi. Bán tải Ford Ranger có hai chiếc 2016 và 2017 tạm hết rồi. Em mới về thêm bán tải Isuzu D-Max và bán tải BT50 và bên bán tải Triton Mitsubishi nhanh nhé. Chào bác Quang Toại, chào bác Gió Bạt Phong này, chào bác Nguyễn Xuân Vinh này. Vừa rồi thì em Lê Hương đã lên sóng và báo giá rất là nhiều những mẫu xe. Còn một số mẫu xe đang đi làm công vụ và đang ở bên xưởng. Em đang cho dọn rửa thêm. Chắc là phẩm phải ngày mai thì xe mới lên sóng được hết nhá các bác nhá. Rất cảm ơn khách hàng nhà mình đã ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Ôi để em cởi cái áo ra là nóng quá. Chào anh Tiến Nguyễn, chào anh Đạt Nguyễn ạ, chào anh Khoai Điền nào. Vừa rồi thì em Lê Hương đã lên sóng và báo giá trên 100 đầu xe đang được chào bán bên em các bác nhá.
Bác nào đang quan tâm về mẫu xe nào có thể kết nối trực tiếp qua Zalo cho em 0354602790 để được em Lê Hương hỗ trợ và tư vấn nhé. Mẫu xe bên em giá chỉ từ 58 triệu cho đến 98 mà trên 100 gần 1 tỷ em đều có nhé. Cảm ơn các bác nhà mình đã dành chút thời gian quý báu của mình để xem hết buổi báo giá trực tiếp của em. Thật sự là còn rất là nhiều mẫu xe em chưa lên sóng được vì cũng gần 1 giờ rồi. Nói hơn 1 tiếng đồng hồ là em cũng bị mệt ạ. Thứ hai là đang có khách đến xem xe, đang hẹn khách ra đón khách rồi. Bác nào mà đang quan tâm về mẫu xe nào có thể kết nối trực tiếp qua Zalo cho em Lê Hương qua số hotline 0354602790 để được em Lê Hương hỗ trợ và tư vấn ạ. Mua bán trao đổi ô tô cũ cứ để alo cho em nhé. Địa chỉ bên em là địa chỉ 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Những bác nào mà mới lần đầu xem kênh của em thì em xin tự giới thiệu, em là Lê Hương ô tô Hải Dương, chuyên mua bán trao đổi ô tô cũ đã qua sử dụng ạ. Bác nào mà chưa đăng ký kênh thì có thể cho em Hương xin những lượt đăng ký kênh này, những lượt theo dõi để khi mà em update video hoặc là những buổi báo giá trực tiếp trên livestream, bác nào có tầm tiền kinh tế đúng chân đúng cửa muốn mua xe thì có thể ủng hộ em nhé. 11:30 ngày mai thì em Hương sẽ lại lên báo giá trực tiếp trên fanpage Lê Hương ô tô Hải Dương của em ạ. Rất mong khách hàng sẽ vào quan tâm và ủng hộ nhé. Chào anh Giai Trần Trung, chào bác Bắc Vũ này, chào bác Nguyễn Văn Thúy này, chào bác Đặng Thành này. Còn bây giờ thì em xin phép được dừng buổi báo giá trực tiếp ngày hôm nay ở đây. Ngày mai chúng ta sẽ lại gặp nhau vào khung giờ quen thuộc ạ. Còn bây giờ thì em xin chúc khách hàng nhà mình có một ngày nghỉ cuối tuần ấm áp hạnh phúc bên gia đình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.